Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Mầm Lao và địa chỉ là ở 12 ngõ 95 Chùa Bộc nha mọi người. Mọi người hãy cùng đi theo mình để xem là mình trải nghiệm cái không gian ở đây như thế nào nhé. Giới thiệu với mọi người đấy là cái ly nước này thì là được anh chủ tự làm và tự đặc biệt làm riêng cho mình, mà nó có một cái tên rất là đặc biệt, đấy là no name, không có tên nha mọi người. Đấy thì mọi người có thể xem là nó có cái ba màu này rất là rõ ràng này, trông rất là đẹp và bắt mắt. Thì mình không biết là mùi vị như thế nào và có hợp khẩu vị với mình không, thì mọi người có thể cùng mình thưởng thức nhé. Wow, mình cảm thấy là càng uống thì càng ngon mọi người ạ. Mình không biết là cái vị ở màu nhạt này ở giữa này sẽ như thế nào. Bên trên thì có một cái lớp hoa hồng trông rất là đẹp và cái lớp bọt này thì rất là ngon. Mình không biết là gì mọi người ạ. Và đây là ly no name thứ hai mọi người ạ, cũng là không tên. Rất là đặc biệt đúng không? Khi mà qua đây mọi người chỉ cần gọi no name và anh chủ có thể làm cho mọi người những cái vị mà mọi người có thể yêu cầu cũng được, hoặc là có thể tự thưởng thức cũng được. So với cái giá mặt bằng ấy thì mình cảm thấy là giá khá là hợp lý sinh viên luôn. Rồi, mọi người cùng thưởng thức nhá. Ui. Ui chết rồi. Thùy Mị nết na thế đấy, thôi mọi người thông cảm nhá. Nhưng mà mình phải cảm nhận ngay đầu tiên đấy là ngon dã man. Nói chung là không có vị cồn hay sao mọi người. Ôi mình uống được, giống như kiểu đi uống nước ép bình thường thôi. Eo ơi ngon dã man, thơm nữa. Mình thấy giống như là đào cam quế mọi người. Ngon tuyệt. Eo ơi, ly này chắc mình uống hết được ấy. Bây giờ mình có thể giới thiệu với các bạn, ở trên thì có một nhánh hoa màu xanh và một búp hồng này, trông rất là bắt mắt. Đây bên trên thì trông nó khá là ngon rồi, và bây giờ thì mình có thể thưởng thức nhá. Chắc là do vừa nãy mình uống cái ly đào cam quế kia ngọt hơn nên là mình cảm thấy là cái ly đấy ngon hơn, còn cái ly này hơi xịt keo. Kiểu khẩu vị của mỗi người khác nhau ấy, thì mình có thể đến đây và thưởng thức.